bộ sưu tập trang sức bằng vàng và kim cương của Kỳ Lân Luxury phục vụ cho công việc và thời trang. Kính bằng vàng nguyên khối và kim cương, đeo vào bảo vệ mắt. Điện thoại Vetu Atubi full vàng nguyên khối, da bê, dùng để check mail, chụp hình, làm việc online. Vetu Signature S full vàng nguyên khối và full kim cương, dùng để chuyên nghe gọi làm việc chuyên nghiệp. Bút ký Kaelin bằng vàng nguyên khối và đính kim cương thiên nhiên. Nguyên thân hình, cây bút này được đúc hoàn toàn từ vàng nguyên khối và đính kim cương ở trên ngay chỗ phần ren nắp và phần quay bút, và đính kim cương 4.8 ở trên nắp bút và 4.5 ở dưới phần thân của đáy bút. Và một con rồng 3D bằng vàng ôm vào phần nắp bút để mà ký những hợp đồng giá trị. Chìa khóa xe ô tô được chế tác từ vàng nguyên khối và kim cương thiên nhiên 5.4 rất đẹp để phục vụ việc đi lại làm việc. Tất cả được chế tác từ vàng nguyên khối và đính kim cương. Có một cái logo vương miện ở đây nữa, logo của Kỳ Lân Luxury. Nút áo được chế tác từ vàng nguyên khối, có logo vương miện của Kỳ Lân. Vòng tròn ngoài là đến full kim cương thiên nhiên. Logo cài áo được chế tác từ vàng nguyên khối và đến 3 viên kim cương vuông ở trong logo vương miện này của Kỳ Lân. Dây thắt lưng được chế tác từ vàng nguyên khối, vàng trắng và vàng hồng rogol, đến full kim cương mặt nền của logo vương miện và 3 viên kim cương vuông trong phần logo vương miện của Kỳ Lân. Đôi giày được làm từ da cá sấu nhập từ các công ty chuyên thuộc da ở các nước, chuyên phục vụ cho các hãng thời trang lớn. Có hai logo vương miện của Kỳ Lân Luxury được chế tác từ vàng nguyên khối đến 3 viên kim cương vuông. Và túi xách cũng được làm từ da cá sấu. Và có một cái logo chữ Kaelin. Nguyên miếng logo này được chế tác từ vàng nguyên khối và đến kim cương thiên nhiên lên chữ Kaelin. Và đây là cá sấu được nhập từ các công ty chuyên thuộc da. Và các công ty này khai thác da ở tại các nước trên vùng Amazon và theo tiêu chuẩn lấy da riêng phục vụ cho ngành da cao cấp, phục vụ cho các hãng thời trang lớn trên thế giới này. Nguyên combo da, giày, túi xách và dây thắt lưng. Ví cũng có chữ Kaelin, logo vàng nguyên khối. Chiếc kính được chế tác từ vàng nguyên khối và có hai cái logo vương miện hai bên kính, và trên mỗi cái logo vương miện này có đến 3 viên kim cương vuông. Tất cả gọng kính, tất cả những phần vàng này đều là bằng nguyên khối đúc ra AO750 và đến 3 viên kim cương thiên nhiên rất đẹp. 3 viên kim cương 4.5 nước đi VVX1 và 3 Excellent quần quanh non. Mặt bàn chiều cao hoàn chỉnh và 3 viên kim cương này là 3 viên kim cương hoàn hảo, rất đẹp, rất chiếu và xuất sắc, có giấy GI chứng nhận quốc tế. Và biểu trưng của logo vương miện này đó chính là cái logo của Kỳ Lân Luxury. Và logo này biểu trưng cho sự cao quý, sân trọng, quyền lực và thể hiện sự dẫn đầu trong các cuộc chơi về đồ đẳng cấp luxury. Đặc biệt cái kính này, ngoài 3 viên kim cương to ở trên phần sống mũi này thì ở trong hai cái đệm cao su chúng ta sẽ thấy được có hai viên kim cương nhỏ và siêu chiếu lấp lánh làm điểm nhấn, thành bộ ba viên kim cương to ở trên và hai viên kim cương ở trong phần chỗ đệm cao su để mà gác lên sống mũi để cho tạo độ êm, rất đẹp. Và nếu như quý khách có nhu cầu những combo sản phẩm đẳng cấp, sang trọng và độc quyền như vậy, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.